Những người trầm cảm nó có lên đấy có chứ, trầm cảm stress mất ngủ cần phải chị em mình ra chấn. Trầm cảm ấy thì lên trên đấy ngủ đâu cũng có bác sĩ tâm lý gọi là tâm thần, nhưng thật ra nó là chuyên khoa rộng. Con gái chị nó trầm cảm hết thật ạ. Không biết chung mọi người không? Lại biết chung không? Nó vẫn đi ra ngoài, xưa, vẫn đi chơi đi nhiều. Cô Thủy ấy, cô Thủy gặp đây này. Chị Thủy đấy thì là chị đã có mong muốn đi trước bạn. Đúng chưa? Nó lại khác cái việc là người ta không có mong muốn. Khi kiểu là cũng thế đấy là ra là thấy hỏi các bạn. Nó không có bạn, nên là nó cũng chẳng thể đi giữa kiểu kiểu vậy ấy. Đâu. Các bạn bây giờ trẻ các biết qua lên trên mạng nó sốt có triệu chứng nó như ngay, vấn đề là nó không nhìn nhận ra bởi vì mình để mình trồng cảm nó không nhìn nhận ra vấn đề là cũng cảm nó cảm nếu mà đã đến mức như thế là chị trước sau thì cũng phải cho bạn như thế bởi vì ấy là ảnh hưởng cuộc sống của bạn đấy sống ảnh hưởng mà có thể gặp bác sĩ trước đến nhà chị ạ. Có bác sĩ gì? Có bác sĩ như thế nào đấy?